Phải lâu lắm rồi các bạn ạ mới nhìn thấy một cái vườn cái cây cỏ mây nó nhiều như này. Lúc trước mà mình anh em mình còn nhỏ đi thả trâu là những cái hoa cỏ mây nó đầm kín 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 quần luôn này. Thậm chí nó còn mọc ra cả quần ấy nếu mà mình không gỡ đi mà để lưu từ ngày này sang ngày khác ấy. Đây nha. Đây này, anh em nhìn thấy không? Vườn cỏ mây luôn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình với Út lại ra nhà anh trai mọi người ạ để ngà lợn. Con nào đây nhà anh Duy nhỉ? Đen. Em đen à? Đấy nhô. Nhô hôm trước thịt dê ở đây mọi người ạ. Đây nhà anh có hai con lợn. Hôm nay anh trai đi làm ăn xa về lại thịt tiếp một em lợn nữa. Để mời anh em. Đây thấy bà thịt con đen à? Con vàng lớn hơn chứ? Vàng để lại Tết. À. Đấy. Thì con đen này mọi người nhá. Dần giàu rồi bây giờ cứ một lợn ăn thôi anh em. Sắp giàu hết rồi. Mời các bạn đồng hành cùng anh em mình với Út nhá. Làm mấy món lợn nuôi dân dã này xem nào. Tháng 11. Thì đâu đây là anh em này à. mẹ nó là đã đi ra đi rồi. Mẹ bọn này bảy con thì bán hết đi. Rất chi là phải ăn cám tháng lúc bắt là được 3 tháng rồi quá à? Hơn 2 tháng rồi lúc bắt phải 3 tháng rồi ba tháng rồi bây giờ là 7 tháng rồi già hết rồi đấy. Già rồi tạm tính em này là 55 cân. Cân 40 cân. 40 cân. Lợn này không bao giờ nó nặng cân bằng cái lợn ăn cám được. Anh em nghe tiếng lợn kêu chưa? Rồi. 46. Đấy, được rồi đấy. 40 mấy cân nhỉ lúc nãy cũng nhỉ? 44 cân anh em ạ. Đây, con lợn năm nay là được lại làm được, chả biết làm mấy mâm đây nhỉ anh em nhỉ? 7 mâm sao? 7 mâm à? Chả biết nó mấy phường hay là sinh nhật rồi. Sinh nhật. Nãy bà anh Duy thì đi làm ăn xa về còn vợ ở nhà thì đúng hôm sinh nhật. Chắc là lồng ghép luôn quá. Lợn đen rất là ngon nha mọi người nhá. Tháng một lần. Cách đây mấy hôm thì anh em cũng vừa ăn thịt dê ở đây nhưng mà hôm nay lại thịt tiếp thịt lợn. Còn một con vàng nữa, một ngày nào đấy ông nội của anh trai nhà bác mình mà lại kêu mệt nữa là lại thịt tiếp. Đấy, cũng thì đấy thế đó anh em ạ. Con vàng này to hơn chứ nhiều hơn nhỉ? Con này chắc là hơn 50 cân tí. Con này để Tết cho mọi người nhá. 28-29 Tết. Là lốm trọ mày thì thu về. Để là thu về anh em nhé. Tiết canh nha em nhá. Kiểm tra cho anh mọi người xem tí nữa. Chưa đồng này. Chưa đồng này. Một số cái là cắt phòng thôi. Phòng nó hư thôi. Thế cái này cũng vẫn chuẩn này. Đấy.
Giờ là mang ra ngoài mới chế biến mọi người nhá. Ở trong này thì anh chị ông nội nuôi nhưng mà vẫn có phần đấy mọi người nhá. Đây này. Đấy, phần của ông nội nuôi đây. Anh ấy thủ nữa thì phải cho tiếng sang với họ tướng anh đi. Sương vẫn ra mang ra ngoài anh em ạ. Đây. Với lại cả ở theo chậu này nữa, mang ra ngoài kia mới chế biến ở ngoài kia. Đồ này. Ở sao lại bẩn thế nhở? Kệ nó. Sao tàn đất tàn cát. Nó khỏe đấy nhưng mà nó hay. Nó theo cái ấy được quá. Gió bếp được quá. Ở theo cái thớt rồi. Theo cái thớt rồi. Con này là 8 tháng mà, 7 tháng. Nào, ra đây nào. Điêu đi ra ngoài kia thôi con. Cắt cơn. Đấy, ông đang nói rượu rồi mà. Đang nhét rồi rồi. Đây là ruột non, hai quả thận và cái phần dạ dày, diềm gan và trễ anh em ạ. Con này là có trễ đây này. Đúng lúc thái thì ông trẻ lại ra đúng không? Thầy nó vẫn khác đúng không? Cắt cơn anh em ạ. Giòn chưa? Dao hơi kém đấy. Dao này dao. Cái này không phải là thái nữa, nó băm rồi. Băm. Chín rồi đấy. Tự động. À bi không? Cú này dao bi không? Ủa toàn đồ thì ăn thì ọ. Nhưng mà chế. Thôi mời anh nhé. Mời. Mời ông rồi sang ăn. Chế đây là không có món chẩm chéo rồi. Chưa chín. Tối mới có anh ạ. Bữa chính mới có. Bây giờ mình ăn bữa phụ. Muối còn cái miếng chính ăn thôi như nào. Và đi ông trẻ. Không, hút rượu không có rồi bà ăn mong à. Bây giờ là mong nha, tối mới nấu rượu vào. Thế bây giờ mình tráng đi qua ông à, kiểu lót đi. Chịu chạy đi. Buồn này. Ui ôi trông ôi trắng. Ôi trắng này nè. Giòn lắm ông ạ. Út à. Út là đòi rượu kìa. Ông trẻ đang đòi rượu nhưng mà bây giờ không có rượu anh em ạ. Bim, có bim. Bim, u. 44 cân. Không á. Này. Làm ấy. Cái này là đặc cấp đấy. Con này nguyên đai nhỉ anh nhỉ? Con này là còn nguyên. Con này chưa phá. Nó ở đây là nó mới rỗng. Này còn zin nữa này. Đợt trước này còn mới đét đẹp điện. Ai, ui dưới ăn thảm hết rồi. Sao đá thằng ăn đó. Ôi ngon thế. Ôi lấy nó thế thôi thì còn ráo kể. Ráo rồi còn có không ai. Ngon đấy anh ạ. Cho cụ miếng. Chẳng ăn. Thằng cắt cơm tạm. Thằng kia chẳng ăn. Bim. Cái này bà kia ăn nó chẳng ăn. Không hết nhỉ. Tức là lợn mình mổ nó vẫn có một cái gì khác nhỉ anh nhỉ. Sao với chợ nhỉ. Ôi chợ làm sao mà lại được. Không hết bỏ. Cái này mới dày. Ngon đấy. Lợn này cũng đang là ăn. Ôi sạch. Ai phải lần đi phải vậy. Có cái ngon mình ăn hết được đâu. Chưa còn đây là ít rồi còn nhà kia. Bất kia phải dầu thủ kho no nhà bếp đã. Thế. Nhỏ no mới làm được việc đúng không? Chưa từ từ tí nữa không có thích canh chứ. Này. Chủ lợn bây giờ mới vào thì vẫn được. Chủ vào còn may. Vẫn còn thoải mái mà. Ừ. Ôi trời thận thiết thế nào. Nhà sắt nhúc để vào ấy. Ừ, ngon lắm. Là đang đun. Phải chủ lợn vào đi. Cốt chia đều bổ nửa lợn ra. Chia nhỉ nhỉ. Cái này cho ông bao nhiêu cho bà. Ông nghe nhà, cái này chia cho lắm, cho hai cân, cắt cơn. Ăn máu vẫn ngon nhỉ. À ngon chứ. Tao chia đấy, một nửa đùi hai chân là. Anh em ra về lấy đi bà. Đấy em bây giờ em về lấy đâu. Anh em giả tán nhá. À hết rồi anh nhỉ. Anh em ra ngoài. Chứ nửa lá lọt chứ cành nữa đâu. Anh em chứ miêu. Hai mâm như này. Một mâm luôn là ngồi. Phải mái. Mà vợ anh đi trước đi để em qua xe. Dã ngoài nhà ngoài này mọi người nhá. Mổ đây nhưng mà chế biến ngoài này. Ở ngoài nhà anh trang ngoài này. Anh em đang đục rồi.
Năm ngoái mình chẳng biết mình có sinh nhật. Giờ lấy cái chim sinh nhật. Nó như chú chó nhỉ. Đấy thằng bạn đấy đi. Từ lúc chị Mai đang lưu rồi. Thế là ngô mọi người ạ. Ngô ngọt này tí nữa xôi với cơm. Bên này là măng này nấu xương này. Măng khô với măng bương. Nồi xương hầm mọi người nhé. Ở bên trong nhà trong thì mổ lợn đấy, ở ngoài thì các chị đã xôi xong cái món rau xôi này, quả nắc này này, quả cà này và hoa đu đủ, rồi là rau với lại quả đu đủ, đấy, rất là ngon mọi người nhá. Đấy, món này chắc là món lạ nhất ở đây đây. Đơn văn mai mà bà viết rủ bà năm mơ bà đấy. Ăn đó mà từ hôm bà viết xuống đây cứ ngồi nhà con phép ăn có hết đâu, còn mỡ nhỉ. Đây, mỡ ba chỉ, đây là món thịt gỏi anh em ạ, thịt nộm nâu nhá, thái như kiểu làm nem ấy. Đấy, thịt nó có nâu đó. Đây củ nâu, đây nâu này không đỏ. Món đó đó dân dã của anh em trên này, bản sắc. Đây là một dân tộc Mường dùng cái này. Mường mình mới ăn đây nhỉ anh nhỉ? Người Kinh có ăn không anh nhỉ? Có, ăn được. Kinh là học người Mường đấy đúng không? Nếu mà Kinh ở chỗ mình nhỉ? Đây là người Mường từ khi nào rồi? Thịt luộc anh em ạ. Ý, bây giờ chuẩn bị là thái thịt luộc nữa. Cái này là bán tiết canh nhà mọi người này. Đấy. Ai ruột đường ta củi bà to thế? Cá lòng vậy à? Sụn đấy. Các món có mỗi món lâu này thôi. Cái này khi ăn hết mai có thể pét lại đúng không? Rồi sang là không phải kiểu các bạn. Ôi trời quá nhỉ. Chưa là ở gần tầm là bàn này rồi cái rồi quá nhỏ luôn. Trẻ này sạch sẽ nha anh em nha. Nay có tiết canh thoải mái ông trẻ ăn nhá. Hôm nay có 33 tiết canh. Hôm nay nhà anh Duy sẽ làm 6 mâm sinh nhật cho chị dâu. Sinh nhật chỉ còn sinh nhật một lần nữa. Cho vừa hai. Hôm nay vừa sinh nhật vừa cả một giây hôm nay vừa hai. Ở đây là anh Trang đang dã giềng để nộm nâu. Đây là giềng nếp. À. Nếp giềng vàng. À đây là giềng nếp à? Giềng nếp sáng nay vừa lên núi chiều đấy. Rồi. Rất ngon anh em ạ. Quanh mình không có giềng này. Đấy, ngon chưa? À vừa ra hạt dổi vỡ bát luôn này. Ừ, vỡ bát. Vừa hạt dổi này là loại hạt dổi hôm nào nó chuẩn vâng. Chẳng hình 2 tỷ luôn à. Ngay. Cái nhân tiết canh nha mọi người. Tất cả con lợn nó có bấy nhiêu lòng cả. Đấy, rồi. À. Bán đâu là nhà bếp ăn hết rồi. Rồi chưa chín. Đừng có nói thế. Còn rồi nữa. Ôi, lông gì ấy. Này cho nó nóng cơm nó ngon. Ngon rồi. Ông út tìm cho cháu cái giá để đựng xôi này. Bột canh đó mà có chấm muối đâu. Cho ra ngoài để đẩy cái tiết canh. Không phải đẩy. Đổ nó ra cái... Đổ ra đâu, không có một cái gì. Đổ nó ra bốn lòng bây giờ. Cả làm gì em ăn thật nhận đi ra nhờ. Nó bảo là điện nhà Trang anh mới này anh này chết thôi anh bảo chứ bà cao đẹp trai. Nếu mà cái này nó chưa mà nó được đi khám mà có biết sao rồi. Thịt bò, thịt trâu anh. Nè, thịt trâu à. Có bị sao đâu này. Đúng nha, cái anh Trang là 60 triệu này chịu đúng không? Là đỡ nó, vất vả. Nó như con cái nó đi chứ. Nó đi tù chết trên đấy cũng có sướng gì đâu. Ai có thế đó á? Tân về nhà. Ôi, nằm mầm mà thế. Phải không? Bò tù. Nóng nha. Đi đưa hàng cho tạm. Lòng. Lòng mềm. Này lòng dạ. Nha. Vừa thổi vừa ăn. Vừa thổi vừa ăn này. Ăn có kịp thổi vậy. Nóng quá. Em ăn nhớ. Vâng, ra thả đi. Ăn
mắn chẳng cái phát cái lái xong rồi cái phát thành thâu nè ạ chẳng là lái phát đi ạ nhiều thứ dạ hơn như anh Trang nó phải tầm 10 khoảng gần 15 cân đấy. Vâng, nó khoảng được 15 cân thịt đầu. Hôm qua là anh ăn tớ đấy, 1 triệu của anh đấy. Qua mày xuống cái con để một tí. Qua là em xác định từ trong nhà em từ sáng này em lấy 1 triệu luôn. Riêng này cay đấy, vàng. Thơm. Riêng nếp. Riêng nếp đấy thì chiến đổi chỉnh. Mình không có. Chắc bác xin kiểu. Đã béo rồi là có ăn lắm à? Đã béo rồi là còn ăn nhiều quá. Biết làm nào lúc nào tay dao tay thớt không ăn thì không chịu được. Béo thì mà béo. Đấy, thịt trâu nộm giềng anh em nhé. Bắp chanh, hạt nhồi. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Món này là món đặc sản nhất đấy. Để xem là gia vị như nào. Tôi làm thường miếng nha. Nghe thịt trâu nha. Ngon không anh? Ôi. Ngon không ạ? Ừ. Đúng là thịt tôm rừng ăn ngon đấy. Có cái gô ăn nó phải ngon đấy chứ. Anh Trang, cái khe phải chấm vào. Từ anh Trang còn quên mất một món vị này nữa. Cá cành nhé, người cành nhé. Khe cành nhé. Lòng trên này, các cụ thèm lòng chứ ai thèm thịt. Nên là phải có lòng. Trâu nướng. Đây, trâu nướng nộm giềng này, thịt nộm nâu này. Hôm nay lại món ngon ông trẻ nhở? Mấy hôm mà hả? Đấy, tí ông trẻ ngồi mâm nào đấy? Anh cho nha ông em. Ông trẻ hôm nay chắc ngồi với các cụ rồi nha. Không. Con cháu thì cháu ngồi mâm thanh niên thôi. Ông trẻ phải ngồi với các cụ nó mới hợp được. Nếu mà theo phong tục mà tầm tuổi ông trẻ mà dân tộc nào đấy nhở, tầm tuổi ông trẻ mà chưa lấy vợ là à, người giao là cho ngồi với trẻ con đấy. Đây là nấm pịa mọi người nhá, đây là nấm pịa trâu này. Hôm trước anh chị ở đây ăn đụng thịt trâu mọi người ạ, rất là ngon nha. Ui xuống à, bên đấy cũng có một mâm mà chị về. Ừ, cho sư phụ sang bên đấy. À, đấy tên canh. Cái ông trẻ ngồi bên đấy gì? Ừ, các ông này. À. Ông Văn vào đây gì? À, ông ngoại, ông Văn vào đây. Tiết canh liệu ổn không ông trẻ? À, tí nữa vẫn ăn. Nó vẫn đờ đông nhưng mà tí nữa thì... Vâng, tiết canh vẫn chuẩn mà. Thợ này thợ vườn đâu ông trẻ nhỉ? À đây lộc lộc. Rồi. Cũng sở trường của ông trẻ luôn. Ui giời, ui chứ. Tớ tưởng cái này là bắt bỏ chứ không? À. Bắt này thơm hơn tí nhỉ. À. Quá ngon rồi mọi người nha. Bên này cũng có một mâm nha mọi người nhé. Bên này là nhà ông nội các bạn ạ, ông nội của anh Duy ở đây. À, các ông là thích cái chỗ nó yên tĩnh ấy, thì chuyển sang đây ăn thôi. Đây anh em ạ, toàn món ngon thôi. Đây là nấm tiện này anh em này. Trâu này. Trâu nướng này. Lòng lợn và gỏi, gỏi là món cho mình này, không thể bỏ qua anh em nhé, mỗi lần thịt lợn này, thịt lợn của con lợn này cực kỳ ngon luôn, đấy, toàn nạc, nói toàn nạc thì không phải, toàn nạc và lợn mỡ, đây là thịt trâu nhá mọi người nhé, trâu nộm giềng. Thank you.
Anh Thắng lần đầu tiên ăn lá phát ban à? 3 triệu. Ngon đúng không? Chắc chan ngọt ngọt. Ngậy. Ngọt ngọt nữa đúng không? Rồi, mời anh em đi nhờ. Tất cả anh em nhá. Mời mọi người nhá. Rượu bia. À đây là rượu thôi. Có bia đâu qua? Có bảo lấy. Không có bia đâu. Tiền rồi giờ đi xuống luôn đấy. Mày mình có lên lấy bia đấy anh em kém thử phát ban cho nào. Chắc nó có giống kiểu Sơn La không? Đúng rồi. Đồ tươi sống. Hợp phết anh nhở? Anh nhở bảo quần ác cái gì? Em lấy 2-3 cây về trồng mà. Nếu mà ghém gỏi cá hoặc ấy ăn sướng lắm. Phát bàn đấy. Không bị gì đâu. Cả xa mình nó chỉ có 3 cây thôi. Càng thằng nó hơi có vị chát chát rồi. Nó còn ngọt nhỉ? Dạ. Nó còn ngọt hơn nữa. Ngọt hơn mà anh. Anh em dùng đi. Còn mài lấy là khẽ rồi, đâu còn mài rồi. Nằm pịa này nó hơi ít tí. Hôm qua nó để đấy. Mình xin phép thôi. Hôm nay tiếp tăng. Rồi mời anh em miếng gỏi nhá. Anh dám thịt trâu cũng sướng lắm. Đúng bài luôn đấy anh hả? Chúc có mình, chúc có mình. Được xe điếu chắc anh Hoa phải nuôi con nào nó phải nó mới có thôi. Thường không có. Lòng này cũng ngon rồi anh em ạ. Không phải nó phải nuôi kiểu gì nó mới có chứ. Như kiểu cá chép giòn ấy. Cái này á? Không lắm, cái lòng xe điếu ấy. Mình chẳng ăn được. Cố nhà ăn được đi. Nặng nặng đi cái nặng cho được không tí mà. Nhắm ăn nhắm mồm. Lấy ba một cái ba nữa. Lấy ba. Chưa tiền lương đang có. À. Rồi mời uống bia đi. Đây mời bây giờ có thêm bia nha mọi người nhá. Nói chung là mâm cơm gia đình thôi. Anh em hàng xóm quanh đây thôi mọi người. Giờ là chương trình sinh nhật mọi người nhá. Đây, sinh nhật là chị dâu mình ở đây nhưng mà kiểu là chưa thấy chị Mai chưa không ấy à cắt bánh đội mũ lên đi. Những anh em đi ăn sinh nhật chứ ai ăn lời. Ở đây là các chị được đi ăn dự tiệc sinh nhật. Ta chưa phụ được con rồi. Đây. Ui, khóa mai đi bảo đi.